Chào bạn, chào anh đến với chương trình review chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, tôi là Quân. Hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân trong ngày đến với gia đình của anh Hiển, Khoái Châu, Hưng Yên về đây để khảo sát tư vấn thiết kế cho đại gia đình anh một cái ngôi nhà trong mơ các bạn nhé. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng tôi về với gia đình của anh Hiển. Ok, chào các bạn. Anh em tôi đang có mặt ở khuôn đất gia chủ chúng ta các bạn nhé. Thì tôi đang ở khuôn đất ở vị trí phía ngoài và khuôn đất của chúng ta sẽ bắt đầu mép tường bên này sang tận mép tường bên này. Nhưng mà cái này thì sẽ chia đôi các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái vị trí nhà kho phía trước này và mảnh đất của chúng ta có kích thước là dài hơn 40m các bạn ạ. Gia chủ sẽ làm nhà trong cái khuôn đất phạm vi khoảng 20m. Và anh dự kiến làm bắt đầu từ cái cột này hả anh? Vâng, từ cái vị trí cột này sẽ đẩy ra, lùi ra phía sau hết toàn bộ phía sau nhà các bạn nhé. Và phía sau nhà thì ngoài ra thì sẽ còn có một cái vị trí sân ướt nữa. Nên là đất này chúng ta sẽ thiết kế rất là dễ. Ở đây cái địa chất của gia đình là đậy ao đây các bạn này. Dựa trên nền ao cũ và phía dưới là cát chặt. Cắt chặt đúng không anh? Cắt. Vâng. Đây chúng ta sẽ đẩy hết phía sau này các bạn nhé. Thì toàn bộ cái cấp điện cấp nước của chúng ta sẽ từ trước và thoát nước của chúng ta sẽ ra từ sau. Quan trọng là cái địa chất ở đây thì nó vẫn là đang chưa ổn định. Còn về cái phương án móng thì chúng ta sẽ tính toán tham khảo lại thực tế để cho nó đảm bảo vừa hiệu quả vừa kinh tế các bạn nhé. Nhưng mà ao là ao chỉ mỗi từ vị trí này hả anh? Vâng, thế là những nhà phía trước kia là giải đất liền hết đất đúng liền, không? Liền. Vâng, ok. Có nhà bên kia cũng vâng. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Hiển ở Liên, dự kiến xây dựng một cái nhà lô phố 2,5 tầng lệch, có kích thước là 4,5 x 20m, với tổng mức đầu tư thì các bạn cứ cân đối thoải mái. Ok, trong cái bang Flycam xác định khuôn đất của gia đình anh như sau các bạn này, một chiều là 4,5m và một chiều là khoảng 40m các bạn đấy. Thì anh sẽ làm ở giữa này, thì là một chiều là 4,5m và chiều 20m đây các bạn nhé. Phía trước này kho chứa hàng của nhà anh các bạn này. Còn anh sẽ làm nhà ở đây. Nhà ở đây thì là trên nền của cái ao cũ các bạn nhé, trên nền của ao cũ. Cấp điện phía trước này, cấp điện cấp nước này, thoát nước phía sau này còn có sân ướt thoải mái phía sau nữa các bạn nhé. Còn phía trước này là kho xưởng này, và lưu ý là bên này có thể trổ được cửa sổ bên này các bạn nhé. Đấy, hàng xóm đây, bởi vì là chỗ này hàng xóm sẽ làm vườn nên gia đình có thể trổ cửa sổ đây, còn bên này thì sẽ xây kín. Ok, cái điểm lưu ý của ngôi nhà của chúng ta đây là cái phương án móng, vì cái địa chất này nó rất là rắc rối, nên trên nền ao cũ và giữa nền mới và nền cũ thì các bạn hãy tư vấn cho khách hàng là lựa chọn ép cọc hay là chúng ta sẽ đi móng bè. Vì ở đây thì xung quanh đây thì có tham khảo là một số nhà thì nó có ép cọc, thì với chiều dài ép cọc khoảng là 10m, bởi vì là dưới cái nền ao này là đất cát nên là chúng ta sẽ tư vấn kỹ cho khách hàng hơn nhé. Ok. Và điều thứ hai nữa đang lưu ý là gia đình anh cũng khá đông người, hai vợ chồng này, hai ông bà này, 4 người con. Thì trước này là sẽ kho xưởng ở trước phòng khách, phía sau phòng ăn thì phía trên là tầng lệch. Đấy, các bạn tư vấn làm sao cho nó hợp lý.
Thank you.